đây có cái thác, cái thác nhân tạo đẹp lắm, nhiều người đổ xô vô đây người ta tắm quá trời luôn, cái có nước cứ sụp nhìn lạ ghê lắm, khá là hay. Thời gian mình đi mua vé thì vé tay vào đâu mọi người, giờ đi vô trong thôi, nó cũng rất là rẻ mọi người, 100k. Let's go. Mọi người, sau giai đoạn mình vô trong cái khu du lịch Kỳ Châu này á, cái ta mình thấy người rất là đông, là mình hơi bị tò mò luôn á. Thì mình sẽ vô đây mình review xem ở đây nó có gì mà thu hút nhiều bạn trẻ và nhiều người du lịch đã xuống dưới đây. À, mình có đi thì có một ít trái cây và về dưới nước nạp năng lượng. Hello cả nhà, hôm nay mình có đến Thủy Châu thì mình sẽ vô và review một nơi khu du lịch mới mẻ cho mọi người. À, xung quanh này thì mọi người thấy ở đây khá là vui nhộn. Ở đây các bạn cứ chuẩn bị một cái lều, cái bàn, những khu vui chơi ăn uống. Thôi mình sẽ đi vô đây, mình sẽ xem coi trong đây có gì. Ở đây có cái hồ nước tắm rồi. Thôi mình sẽ khi mình bước vô thì mình sẽ thấy cái hồ đây có một cái thác lắm, bự lắm. Đấy, thác nằm đây. Đây, cái thác nằm cũng này. Đấy. Thác nằm hướng này nha mọi người. Đây cái thác đây. Wow đẹp quá. Chắc tắm một phát quá. Ở đây các bạn nhớ đi thì các bạn nhớ mang theo bộ đồ bơi nha. Quá hợp lý luôn. Wow. Cái hồ nước này là hồ nước nhân tạo nha mọi người. Thích quá. Wow đẹp quá. Đẹp vê lì. Khi bạn đi tới đây các bạn thì thấy cái mùi thịt nướng nè, mực nướng nè, quá trời luôn. À, dưới có mấy em người chơi bắn súng nước các kiểu. Wow. Ê. Chơi xinh gái đẹp. Người ăn tại chỗ luôn này thấy không? Quá đã. Rồi chúng ta sẽ đi tiếp. Ồ, ở đây người ta chụp hình sống ảo quá trời luôn. Ôi cái sóng kìa, đã ghê. Mình sẽ đi gần gần đó coi cái sóng nó như thế nào. Chắc mình đi thuê đồ tắm quá. Kia có mấy bé một cô mất ốc kìa mọi người thấy không? Có mấy anh một cô mất ốc. Thôi mình sẽ đi tiếp, đi gần cái chỗ cái sóng như mọi người. Mọi người đi tới đây thấy người ta sẽ nướng đồ quá trời luôn. Nướng đầy đường. Biết là cái chỗ này người ta thuê như thế nào.
khác bằng giá. Đây, cái sóng nó nằm ngay trên đây. Wow, thích ghê luôn. Wow. Yeah. Quá đã. Mấy nhóm thích lắm. Mình cũng thích nữa. Chắc mình đi kiếm chỗ nào bơi bơi. Phục đồ bên dưới quá dễ thương. Bé ơi, bé quá tò mò. Và đây gần xinh luôn, sóng nước này trời ơi đã. Mình đang ở ngay trung tâm của khu du lịch Thủy Châu. À, đây có bán bánh nè. Đây thì có khu hàng ẩm thực này. Giá cũng hợp lý phải chăng nha mọi người. À, khá là hấp dẫn. Rồi, mình sẽ đi vô khu ẩm thực. Mình xem coi có gì để thưởng thức không. À, đây có nước nè, đây có xúc xích nè. Wow. Quá trời đồ ăn luôn, đủ loại lên nha mọi người. Đây là những thực đơn, đây thực đơn nha mọi người. Wow, cũng khá là rẻ, thực đơn thì đây thì quá là rẻ rồi, hợp với túi tiền. Rồi mình sẽ đi một đoạn. À, các bạn thấy gì không? Thấy các bạn giá để thuê đồ không? Đó, nghe các bạn này, mình sẽ đứng đây mình sẽ thuê đồ. Bạn giá thì nó cũng rẻ thôi, chẳng qua mình thấy chân là hơi mắc nha mọi người. Đó. Thấy chân 50k này, 100k này đó, chúng ta thì trả lại cho mình thôi. Như bạc này, vọng này cũng rẻ, 40.000, 20.000 thôi. Tôi thấy chân nó hơi nhiều thôi. Còn qua đây thì mình có thể thuê bếp than này. Ấy có 30k nhưng mà mình phải thét chân đến 50.000. Chung thì đây là thiên đường của ăn uống và vui chơi nha mọi người. Khi mình đi đây thì thấy dọc đường là người ta tắm rất là đông, rất là vui, thích thú lắm mọi người. Thấy là muốn nhảy xuống tắm liền, khoái liều cắm trại luôn. Quá trời đông luôn mọi người, quá trời đông luôn, quá trời thích luôn. Hello. Làm cái thôi, Yo. Quá vui. Đi một đoạn thì bạn thấy không, mấy người bạn trẻ rất là vui, được trình mời mình làm một cái hai cái rồi nhậu nhẹt ghi gớm thật. Nhưng mà mình thì thích tham quan thôi. Bạn thấy cái vòi nước đây đẹp không? Hả, phun trào nhìn đã lắm, hấp dẫn lắm. Nên là rất là thích luôn. Hai mình đã nén lại đây, mình sẽ chụp vài tấm ảnh lưu niệm rồi ngồi đây chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp. À, nãy giờ mình đi thì mình cũng không nói rõ ràng cho mọi người biết ha. Cái hồ này có tên là Hồ Nhân Tạo Thủy Châu tại Bình Dương nha mọi người. Một trong những cái hồ rất đẹp, cũng là khu du lịch lý tưởng cho mọi người. Chúng ta sẽ đi vào ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật thôi. Là những ngày đó là nó sẽ mở. Còn những ngày khác thì là như người ta tu sửa mọi người. Mọi người hãy xem lịch và để đi nhé. Nó chỉ mở vào thứ 6, thứ 7, chủ nhật thôi. Đây mọi người, người ta sẽ đứng góc này để người ta chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hồ nước Thủy Châu. Rất là đẹp nha mọi người đông đúc đây, quá chỉ là người luôn. À, hai bên đường người ta ngồi, người ta cắm trại dùng tiệc cuối tuần. Rất là hợp lý nha mọi người. Đây, quá trời luôn. Quá trời đông luôn. À, giờ tắm, giờ ăn uống, quá đã. Một ngày cuối tuần thật là ý nghĩa cho những người đang có ý định để... một cảm giác yên bình
mát mẻ ở đây, cộng thêm có tình yêu nữa thì ôi rồi ôi vàng ơi, còn gì bằng nữa. Các bạn hãy nhớ đi khu du lịch này thì hãy dẫn theo những người yêu quý nhất của mình. Đấy. Đấy, rất là đẹp nha mọi người. Wow. Một khung cảnh. Sau một đoạn đi thì mình rất là đói nên mình dừng lại tại quầy và mình chọn vài món để mình ăn vào buổi trưa ngày hôm nay nha mọi người. Đấy, xung quanh quán thì rất là sạch sẽ, có chỗ ngồi mát mẻ nữa. Đấy, rất là đã. Và cái bên chim ngưỡng một người đẹp, một cô gái. Ui giời, quá đẹp, quá tuyệt vời mọi người. Mình có đặt hai que heo nướng, hai bò đặc biệt. Đứng khúc đó khói nó phà vô phê quá. Thôi qua đây. Của em là hai bò hai em. Dạ hai bò hai heo. Nướng tại bàn. Hai mọi người thấy không gian ăn uống đây không? Rất là tấp nập. Đó. Mình ngồi xuống đây ăn thì chờ quá đã luôn. Tận hưởng một ngày cuối tuần thật là tuyệt vời. Mình ngồi gần cái chỗ người ta nướng thịt á, trời cái mùi hương nó bốc lên nứt cái mũi luôn. Wow. Đây là cô nướng thịt. Hello. Hello mọi người. Bạn mình đi vòng vòng Hồ Thị Châu này, mình đã ghé lại mình mua ít đồ nướng nè, món truyền thống của Đông Tô đó, mình sẽ ngồi thưởng thức đây, ăn vài món ở đây rồi chúng ta sẽ đi tiếp nha. Đói quá rồi, chết rồi, cái mùi hương của ẩm thực này nó lôi cuốn mình, nó thao thức không thể nào kêu được nữa. Thôi mình bằng phép mình dùng trước nha mọi người. Đồ bún tôm, nếu mọi người mà không có ăn bún tôm được đó, thì mình có thể chiên qua tương ớt nha. Được, cũng được. Ngon quá. Ngon lắm người ơi. Ngon lắm. Cà cá nè. À, cà cá. Miếng ớt nữa. Quá ngon rồi. Ngon lắm. Mình còn thịt nướng nha, thì mình có thể bỏ tương ớt nha mọi người. Bạn tương ớt sẽ mọi ra. Mình ăn đây xong là cũng được, sẽ có người dọn nha. Nhưng mình không cần phải lo lắng cái điều này. Có người dọn cho mình. Ăn các bạn cứ ăn xong bạn bỏ đây là có người dọn. Chúng ở đây sạch sẽ lắm, mát mẻ. Nếu là Nam Thanh Tự Tú nào mà có ý định đi du lịch giá rẻ thì có thể đi tới đây và thưởng thức ngoài quốc hồn thử kinh nghiệm. Ở đây là xin que bộ đồ nệm quốc yêu nha. Đây là thịt heo nè, dòng thịt bò trước. Trò ăn dai dai sực sực đã lắm, rất của hành tây nó nóng tới luôn, ăn chắc lắm, rất là đạm, vừa miệng thôi. Rất là ngon. Còn làm miếng bò gì hết trời, miếng bò Mỹ, bò Việt Nam. Còn đây là thịt heo nướng nha, được chấm tương ớt luôn.
không? Anh nhìn thấy hấp dẫn không? Ôi, quá đã. Ngon quá. Hẻo rau ngọt. Ngon mọi người. Lạ quá. Tới mọi người cùng bữa trưa mình nhé. Để mình ăn xong rồi mình sẽ đi tiếp. Ok. Quán bến mình còn một cái hũ trái cây đây nè. Đây, một hũ trái cây. Mình thôi luôn chứ. Ăn no nê rồi mình mới đi chơi được tiếp. Không có sức sao đi chơi đúng không mọi người. Đây mọi người, đây đoạn thời gian mình sẽ đi dạo một vòng sau khi ăn trưa nha mọi người. Ăn trưa xong thì mình sẽ đi dạo một vòng ở khu vực là khu ăn uống. Mình sẽ ngồi đây mình ăn, mình thức, mình ngắm người ta tắm. Đấy, quá đã luôn. Đây xinh, gái đẹp, đây quá trời luôn. Đấy, có rất là nhiều khu nha mọi người. Đấy, khu nghỉ mát ở đây nên ta ngồi đây. Ta sẽ nướng đồ ở đây nha mọi người. Quá trời người tắm luôn. Ui giời ơi. Quá trời người tắm. Người ta có thể dựng lều nha các mọi người đó. Ta dựng lều đây người ta ngủ luôn. Đây, đây có đường hầm qua Tây Trường Sơn. Đây hồ nước nhỏ cho mấy em thiếu nhi nhỏ nhỏ ngồi. Mình sẽ đi qua đường hầm. Đó. Qua đường hầm. Trời ơi các bạn, mọi người xem chỗ ta ngồi ngoài đường quá trời luôn. Trời, các bạn đến từ đây thì cái mùi hương của mực nướng này trời quá đã thơm nức mũi. À, hôm nay mình đi á, là mình đi vào chủ nhật nên người rất là đông nha mọi người. Nên cũng rất là ồn ào. Nhưng mà ở Thủy Châu này mọi người đi á, là mọi người có thể mang đồ ăn đi theo nha. Mang vô người ta có thể thuê bạc rồi thuê than rồi thuê bếp than gì đó. Nướng luôn rất sảng khoái. Không có gì phải lo lắng hết. Tại vì mình được mang đồ vô mà mình ăn vào cuối tuần xong mình sẽ đi về. Nên cũng rất là thoải mái. Khi mình ăn xong thì mình sẽ gom lại rác lại một chỗ rồi chúng ta sẽ mang đi bỏ vô thùng rác là được rồi mọi người. Không có gì phải lo lắng. Một cái tuần thì ta có thể trải nghiệm và cảm giác như vậy là rất là vui rồi. Đây có cái thác. Cái khách nhân tạo đẹp lắm, nhiều người đổ xô dưới đây người ta tắm này quá trời luôn rồi. Đấy. Quá trời người. Đi cái khu du lịch Thủy Châu này nè, mình thích nhất là cái chỗ này nè mọi người. Chỗ này cái nước nó có sụt lên á, đứng gần đó chắc là tắm đã lắm. Mình rất là thích chỗ đó, nhưng mà do mình đi trong ngày mình cũng không có chuẩn bị đồ tắm á, nên mình chỉ ngồi ngắm rồi nhìn cảm giác thích thú lắm, đã lắm, sướng lắm, rất là vui. Đấy, không khí đông vui, mình là kiểu hâm vui nữa. Đấy, cây xanh rồi không khí trong lành mát mẻ, thật là đã mọi người. Đấy, mọi người hãy chuẩn bị cho mình một cái lịch trình vào ngày cuối tuần mà không biết đi đâu thì chúng ta sẽ đi tới cái khu du lịch Thủy Châu này để ăn uống rồi dạ ngoại picnic. Đi tới đây thì mọi người tha hồ mà tắm. Đồ ăn thì cũng rất là rẻ, cũng hợp túi tiền. Chúng ta vừa có thể tắm và vừa có thể ăn. Vừa ăn vừa tắm cũng được, rất là thích. Cảm giác nó đã lắm. Ở đây thì cả biển người. Chúng ta chỉ là người ta ngồi ăn tại chỗ xong rồi người ta xuống người ta tắm. Ra tắm đá xong rồi người ta lại trèo lên. Một ngày cuối tuần thật là hạnh phúc. Rất là hay luôn. Mình xác thực là ôm là mê lì. Trai gái gần nhau. Này người ta trước khi đi ta sẽ sắm một cái đồ bơi nha mọi người. Đúng bài luôn mọi người. Giờ 8 giờ ăn. Sau một ngày mình đi tham quan tại khu du lịch Thủy Châu này, mình thấy thì khu du lịch này rất là đẹp và mát mẻ. Cung đường mình đi đi dạo buổi chiều hôm nay thì rất là đã. Cho dù là đông đúc nhiều người nhưng mà cảm giác mình thấy nó rất là thoải mái nha mọi người. Mọi người có thể tranh thủ vào những ngày cuối tuần, chúng ta có thể đi tới đây và tham quan, chúng ta có thể ăn uống nên cũng rất là hợp lý nha mọi người.
Đấy. Chúng ta có thể ăn chơi vui tắm khỏe khoắn xong rồi chúng ta sẽ về trong ngày vào một ngày cuối tuần tiếp mình lại đi tiếp. Đấy, rất là vui, không khí rất là tuyệt vời. Ở đây thì cho những bạn trẻ nào thích sống ảo thì vẫn có thể chụp vài tấm ảnh mê ly. Đấy. Các bạn hãy tranh thủ, chúng ta sẽ đi tới đây và tham quan cái vẻ đẹp của khu du lịch Thủy Châu này nhé. Hay cả nhà, sau đoạn thời gian mình review cái chỗ Thủy Châu này nè, mình thấy nó khí rất là mát mẻ, cây cối xanh rờn à. Nói chung là buổi tiệc nào cũng sang thôi, ẩm thực nào cũng hết thôi, nên mình sẽ dừng lại tại đây để mình sẽ đi review chỗ khác và những nơi mình sẽ biết là cái giá hợp lý cho mọi người. Các bạn nên đi ở đây, mát lắm, ăn xong tắm cực kỳ đã luôn. Bây giờ hả, mình sẽ đi chỗ khác thì bạn ơi, trời sắp mưa rồi. Bye bye mọi người nhé.